Ôi, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ bóc hộp cái hướng dẫn sử dụng con cái dụng cụ để keo đánh răng tự động này, Made in China này. Cái này mình mua rất lâu rồi nhưng mà hôm nay mới bỏ ra dùng đây. Chắc phải được mấy tháng. Rất là bụng. Đây ngoài hộp đã in sẵn cái hình dạng cách sử dụng như nào. Dính tường chúng ta sẽ để như này. Cái này chắc là đây là băng dính để các bạn dính hai mặt vào tường, nó khá là chắc chắn. Mình đã thử một số cái loại, một số cái dụng cụ khác nó cũng dính như tường như thế mà nó đảm bảo dính rất chắc luôn. Đây, mình có được chuẩn bị một lọ keo đánh răng của mình này. Bây giờ thì đút vào đây như này. Cái phần này của nó là bằng cao su rồi. Đó. Khi các bạn bóp này, nó sẽ có một cái lực cao su mòn mềm, nó sẽ cũng tạo ra một cái lực hút. Đấy. Đẩy ra ngoài. Đấy. Đó là hộp bạn này. Khi các bạn dí vào như này.